lạnh xưởng đông khô. Nó đáng được ba cái đó là tâm. Bán gì vậy? Không kịp thấy. Đông khô. Tôm khô bỏ vô mì gói ăn là xong một bữa rồi đó. Livestream. Livestream luôn. Xếp hàng đông lắm, nói hàng nó lên không kịp luôn, nói vậy rồi. Ha, để trễ gì đó về, nắng tin là xếp hàng cho tới là hết hàng luôn. Ờ đó. Dạ, kiểu này là phải đợi bả xuống là gọi điện nói chuyện với bả rồi. À, bà điện thoại á. Ờ, nói cho bả biết tình hình đó. Gì? 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 Ở đường qua quay phim luôn. Đang quay phim. Để đi săn đồ, có săn để săn đồ. Ủa không trông về hả? Không. Đồ ăn rồi.
sẵn kìa, vậy cứ